Nguyên combo outfit cho một bộ logo Vương Miện trên thương hiệu Kỳ Lân Luxury. Giày, giày da cá logo Vương Miện. Mặt thắt lưng KL, chữ KL là viết tắt của chữ Kỳ Lân với phông chữ riêng của Kỳ Lân. Giày thắt lưng là da cá. Áo polo cúc huy hiệu Vương Miện nằm trên cổ áo. Túi xách da cá tuyển chọn logo Vương Miện. Lắc tay logo Vương Miện. Tất cả phụ kiện outfit combo này từ chất da tuyển chọn tại nhà máy thuộc da nổi tiếng, chuyên cung cấp da cho hầu hết tất cả công ty thời trang đồ da cao cấp xa xỉ trên toàn thế giới. Và tất cả logo tên bằng vàng nguyên khối AO750 mà Kỳ Lân đã thực hiện chế tác từ logo Vương Miện trên đôi giày. Từ mặt thắt lưng full vàng nguyên khối AO750, từ cái logo huy hiệu trên cổ áo vàng nguyên khối AO750 và những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn. Từ lắc tay full vàng nguyên khối AO750 đến full kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn những viên đẹp nhất, long lanh nhất. Và kỹ thuật chuyên môn máy móc tỷ lệ chia ổ hột, kỹ thuật chuyên sâu nhận hột, kỹ thuật làm nguội bề mặt đáy để những viên kim cương tỏa sáng rực rỡ nhất. Nguyên combo fit cá nhân hóa tạo nên thương hiệu riêng của chúng ta. Kỳ Lân Luxury chuyên phục vụ sở thích, phục vụ cảm xúc về thú chơi đồ cao cấp luxury, sự cá nhân hóa một cách thăng hoa, cảm xúc tuyệt vời nhất đến với tất cả quý khách hàng. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.